Xin chào tất cả anh em nhé, và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Và trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em một cách bắt cầu sóc đĩa nhá. Nghĩa là tìm điểm hàng dọc, công thức ngày hôm nay là tìm điểm hàng dọc. Thì điểm hàng dọc nghĩa là gì? Là mỗi hàng dọc đều phiên anh em mà chúng ta có hai trắng hai đỏ thì em tính mình là một nhá. Thì bây giờ tạm thời mình chưa vội vào theo công thức, thì này mình sẽ khả năng là cao mình sẽ đánh một con lẻ đi. Khởi động tí anh em nhá, 30 lẻ luôn anh em. Đây chỉ gọi là khởi động anh em nhá, chưa phải là vào theo công thức nhá. Ô lại ra trắng à, cái hơi đen rồi anh em. Thằng này tiếp tục đánh vào chặn đi anh em ạ. Cầu này mình chia kết chặn thôi. Và sau thằng này bắt đầu áp dụng công thức anh em nhá. Xem thằng này nó có gỡ được nữa không này. Nếu thằng này gỡ thì mình đen này anh em ơi. Hôm nay chắc là bỏ luôn như này đấm gì nữa đúng không? Được chưa? Được chưa? Gãy hội đi. Gãy hội phát nữa đi. Tuổi gì anh em ạ? Giờ thì vào công thức cho mình này. Tìm điểm hàng dọc là mỗi, tức là mỗi hàng dọc điểm phiên như thế này thì nó có bốn cái điểm phiên đúng không? Mỗi hàng dọc này thì có bốn cái điểm phiên này đúng không? Thì ví dụ như anh em đếm mà có hai trắng hai đỏ nhá, trắng trắng này, đỏ đỏ này, đấy mỗi phiên mà có hai trắng hai đỏ thì anh em tính cho mình là một, không cần phải theo thứ tự gì hết anh em ạ, cứ hai trắng hai đỏ này tính cho mình là một nhá. Còn những cái phiên mà có ba trắng hoặc là ba trắng một đỏ hoặc là ba đỏ một trắng thì anh em không phải tính đâu nhá. Giờ đếm này, một này, hai, ba này, 4, vậy 4 4 là chẵn thì chuyển qua đánh mình con chẵn thôi, một củ nhá. Củ 2 đi. Ok. Thêm 7 chục nữa, được. Củ 7 này. Ui rồi, sai lầm của mình không lót tứ tử cái này anh em ạ. Trời ơi, chết đứt ruột nhỉ. Sao không lót tứ tử thế này nhỉ? Tiếc thật đấy. Bây giờ sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 4 là chẵn thì đánh mình còn chẵn nhá. Một mờ chẵn đi được chưa? Đấy, gãy mất rồi anh em ạ, lại gãy không? Tại này lại gãy mất rồi. Không hay lắm nhá, bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 1 này, 6 này. Rõ chẵn thì lại đánh mình con chẵn thôi, nhưng mà tại này thôi, rút kinh nghiệm đánh nhỏ lại 310k nhá. Tại này nhỏ lại xíu anh em ạ, khiêm tốn tí đi. Đó, máy quá, tay này bú chẵn. Đấy, cái tay đánh nhỏ thì lại bú đấy. Tay đánh to lại không cho bú anh em ạ. Thế nó mới điên. Giờ eak anh em ơi nhờ. Thật sự là dở ơi anh em ơi. Cái tay như thế này. Thank you.
Đây mình sẽ thử bỏ nhá, không đánh em nhá. Để coi kết quả này. Đấy, ra lẻ đúng không? Rồi giờ đếm tiếp nha, lại bắt đầu áp dụng này. Thử nhả một tay thôi, có gì đâu anh em đúng không? Bây giờ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 5 mà lẻ đánh thì mình có lẻ 600 nhá. 610 anh em ạ. Thế thôi, bình tĩnh thế thôi, đánh to làm gì. Rồi, rất may là bố còn lẻ, khả năng là bây giờ mình đến đây kết thúc anh em nhá. Đấy, trời ơi, 10 củ, chốt được 4 củ, phải đi đánh đấm làm gì nữa anh em. Quá ok đúng không? Mai chơi tiếp, nghỉ mai chơi tiếp nhá. Và anh em xem video của mình thấy hay đừng quên để lại mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đấy, còn bây giờ thì ba anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau của mình nhá. Đấy. Nó còn cái công thức này thì anh em vào theo thì nhớ là vào đều tay thôi, đừng có vào to anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.